Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và hôm nay chúng ta cùng đến với tập 251 của Bắc Tống Phong Lưu. Thật là không sợ đối thủ là thánh thần, chỉ sợ đồng đội là thằng đần. Tống Huy Tông không nghi ngờ gì chính là đồng đội ngu đần nhất thế gian này. Lý Kỳ chẳng biết phải nói gì mới phải nữa. Trách bọn họ vô năng ư? Quân Tống vô năng đã là điều cả thế gian này biết. Người thân là thống soái thì cái sự vô năng đó chỉ nên để ở trong lòng thôi. Hơn nữa, người ta có một tấm lòng trong sáng như vậy. Đám viện binh kia quá nửa là vừa mới tập hợp thành. Người quyết không thể vì bọn họ thua mà trách móc bọn họ như thế chứ. Nếu như vậy thì bọn họ có phục không? Dù sao thì trong thiên hạ đã có người có thể gây ra chút tổn thất cho quân Kim đã là tốt lắm rồi. Và cái hành vi tham sống sợ chết kia của Tống Huy Tông, Lý Kỳ đương nhiên cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Nếu như hắn bằng lòng theo sự phát triển của lịch sử để triệu hoàn lên làm hoàng thượng thì Tống Huy Tông đã không có cái quyền lực này rồi. Thế cho nên bất kể một việc gì đều có tính hai mặt của nó, người đạt được một chút thì cũng nhất định phải mất đi một chút, đó là điều hết sức công bằng. Những tin tức này rất nhanh đã được truyền tới triều đình, đám đại thần triều đình kia đều đã sợ đến vỡ cả mật. Bọn họ vốn chưa từng đặt kỳ vọng vào cái đội cấm quân kinh thành kia. Cho dù cấm quân đó có vừa mới giành thắng lợi lớn thì bọn họ vẫn đặt kỳ vọng vào đám viện binh. Giờ đây thấy mấy lộ viện binh đều đã bị quân địch đánh bại, còn lại thì đều bị Tống Huy Tông chiêu hồi giang nam, Phù Khai Phong chẳng khác nào rơi vào tình cảnh bị cô lập. Đại thần phe Cầu Hòa bắt đầu hành động. Chỉ trong một ngày trình lên hơn 100 tấu chương, hy vọng Triệu Giai có thể cử người đi Cầu Hòa. Triệu Giai cũng cảm thấy bất đắc dĩ, áp lực quá lớn khiến y có chút không thở nổi, tuy nhiên y chắc chắn sẽ không đi Cầu Hòa. Thế là liền giả vờ ngây ngô nói vài câu đại khái cho qua chuyện. Đám đại thần thấy Triệu Giai như vậy thì vô cùng khó chịu, bởi Triệu Giai từ trước tới nay đều dựa vào binh quyền trong tay mà chẳng bao giờ thèm lắng nghe ý kiến của bọn họ. Hoàng đế còn không dám làm như vậy, ngươi chỉ là một nhiếp chính vương, thật là quá quát đợt. Thế là đám người này bắt đầu tìm tới chỗ Trịnh Hoàng hậu kể lể, nhưng nào ngờ Trịnh Hoàng hậu lại vô cùng tán thành cách làm của Triệu Giai, cũng chỉ vài câu nói đã xua cả đám đại thần đi về. Như vậy không những không chấn an được bọn họ, ngược lại còn khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ cho rằng địa vị của mình đã rơi vào tình cảnh có cũng được mà không có cũng được rồi. Quyền lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, bọn họ buộc phải hành động. Mà người duy nhất bây giờ có thể giúp đỡ bọn họ đó chính là người đang ở Giang Nam xa xôi, Tống Huy Tông. Sĩ khí quân Tống cũng vì thế mà bị ảnh hưởng không nhỏ, trái lại sĩ khí quân Kim càng lại càng hăng. Hoàn Nhân Tông vọng biết cơ hội của mình đã tới, liền đích thân thống lĩnh toàn quân. Đồ mẫu Lưu Ngạn Tông làm tả hữu thống soái, lại lệnh cho Lê Hoạt Lý Cải Hoàn Nhân Tông bật làm tả hữu tiên phong, phát động tổng tấn công đồi Mưu Đà, đồng thời lập lời thề một khi chiếm được đồi Mưu Đà thì tất cả của cải vật chất ở bãi chân thả đồi Mưu Đà sẽ chia đều cho các tướng sĩ quốc gia, không lấy một con lợn con cừu nào. Điều này đối với các tướng sĩ quân Kim mà nói là một sự khích lệ vô cùng lớn, cũng là bởi vì quân Kim không có bổng lộc, gia tài của bọn họ đều do đi cướp về mà có, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến quân Kim hiếu chiến đến như vậy. Hoàn Nhan Tông vọng đích thân thống lĩnh 6 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp xuất quân. Hiện giờ Sa Lĩnh mặc dù vẫn còn đang nằm trong tay quân Tống, nhưng hệ thống phòng ngự của Sa Lĩnh khi Quách Dược Sư dẫn quân tới tấn công đã bị phá hủy không còn một mảnh, đây có lẽ là đóng góp duy nhất của Quách Dược Sư trong trận thôn Thanh Điền. Toàn bộ trên dưới quân Kim đều nén trong lòng một nỗi uất hận, nóng lòng lấy lại thể diện, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Trong trận tổng tấn công đầu tiên, quân Tống dấn giữ ải Sa Lĩnh đã tan tác, nên lần này không đem lại chút khó khăn nào cho quân Kim. Quân Kim sau khi phá được Sa Lĩnh liền tiến quân thần tốc, dưới sự chỉ đường của Quách Dực Sư xông thẳng tới đồi Mưu Đà. Lý Kỳ, Nhạc Phi và các tướng lĩnh đều biết đây sẽ là một trận đánh ác liệt, đồng thời cũng là trận đánh không thể tránh khỏi, cần phải lấy máu tươi, xác người để ngăn chặn, thế là vội vã tổ chức mấy lộ quân đi bảo vệ quân Kim. Nhưng đáng tiếc là sức chiến đấu, thực lực thua kém quá xa. Hoàn Nhân Tông vọng dĩ bất biến ứng vạn biến, trong nháy mắt đã liên tiếp đánh bại quân Tống, chỉ trong nửa ngày đã đánh tới cách đồi Mưu Đà chỉ còn 5-6 dặm. Đồi Mưu Đà đã hiện ngay trước mắt, đây chính là phòng tuyến cuối cùng của quân Tống. Một khi phá được đồi Mưu Đà thì chỉ còn cách thành Khai Phong chỉ độ 10 dặm đường, bọn họ có thể thoải mái mà công thành Khai Phong từ hướng Bắc. Đây chính là điểm dở trong quyết định không tử thủ giữ thành của Lý Kỳ. Trong lịch sử quân Kim tấn công trận đầu là đã lấy được đồi Mưu Đà, nhưng chưa đánh bại được thành Khai Phong. Tất cả là bởi Lý Cương lựa chọn phương pháp giữ thành bảo thủ nhất, đó là tử thủ giữ thành. Còn đồi Mưu Đà người muốn thì cứ đi mà lấy. Lý Kỳ đương nhiên là biết. Tuy nhiên hắn không học theo Lý Cương mà bố trí quân đội chân giữ ở ngoài thành, quyết chiến với quân Kim. Tuy nhiên, nếu như quân đội ở bên ngoài mà bị quân Kim tiêu diệt thì lúc đó mới đi giữ thành, e là giữ không nổi. Còn nguyên nhân khiến cho Lý Kỳ làm như vậy bao gồm rất nhiều phương diện. Hắn hoàn toàn là xuất phát từ đại cục, có quá nhiều lợi ích dẫn dụ hắn làm như vậy. Nói tóm lại, cái mà hắn muốn không chỉ là ngăn chặn đánh lui quân Kim mà là triệt để đánh tan cái đội quân Kim này, khiến cho cuộc tấn công của quân Tống lần thứ hai chết ngay từ trong trứng nước. Cho nên bất luận như thế nào, một trọng địa quân sự như đồi Mưu Đà thì tuyệt đối không thể mất.
Nghe tin quân Tống liên tiếp thất bại, còn quân Kim thì sắp đánh tới, Lý Kỳ biết rằng thời khắc quyết chiến đã đến, hắn không chắc sẽ thua, đành phải chờ xem các đội quân mười mấy vạn người này liệu có quyết tâm liều mạng một trận tử chiến không thôi. Để phục vụ cho điều đó, Lý Kỳ đích thân tới đồi Mưu Đà, dựng cờ xoáy, hạ tử lệnh, tướng mà lui, lính có thể giết tướng, người phía trước lui, người phía sau lập tức giết ngay, ta mà lui, các người cũng có thể giết. Mệnh lệnh vừa ban ra, tướng sĩ quân Tống biết rằng không còn đường lui nữa, mà Lý Kỳ cũng ở đây. Mệnh lệnh này có tác dụng đối với hắn, chẳng khác gì đánh bằng mọi giá. Thế là trên dưới quân Tống đều mang một lòng quyết tâm tử chiến với quân Kim đang bừng bừng khí thế. Khi Hoài Nam Tông vọng dẫn quân tới, chỉ thấy trên một khoảng đất rộng lớn, 10 vạn quân Kim xếp thành hình chữ nhất. Mấy nghìn cỗ chiến xa, 10 cỗ một đội, trên mỗi chiến xa đều có vài chục binh sĩ, còn có cả thanh lưỡi kiên cố phía sau, một ngọn cờ xoáy màu đen tung bay trong gió, trông thật hoành tráng. Dám quyết chiến với quân Kim ở một nơi có địa hình rộng lớn như vậy thì ai có thể nghĩ được rằng cái người này chỉ mấy năm trước thôi vẫn chỉ là một đầu bếp quen, chẳng ai để ý tới. Hoàn Nhân Tông vọng hướng tầm mắt ra xa, liên tiếp gật đầu khen. Nếu như quân Tống sớm được như thế này, chúng ta hôm nay sao có thể đứng được ở đây? Máu gã cũng sôi lên sùng sục, tìm được một đối thủ ngang cơ với mình cũng là một việc đáng mừng. Quân Tống hàng ngũ chỉnh tề đợi sẵn, đồng thời lại dám tác chiến tại đây, khiến quân Kim cũng phải bỏ ý định xem thường. Tiếng vó ngựa đập xuống đất, bụi tung mù mịt, trận đại chiến sắp sửa bắt đầu. Lúc này đã là hoàng hôn, gió xuân thường ngày khiến người ta ấm áp, thì nay dường như đã bị không khí chết chóc xua đuổi đi đâu mất. Ánh sáng màu vàng kim bao trùm lên những ngọn thương sáng loáng, người nào người nấy đều như đang khoác trên mình một bộ áo giáp màu vàng. Trận chiến thứ trần gian này, dưới sự chiếu rọi của ánh hoàng hôn, cứ như thể một trận chiến ở trên trời vậy. Mặt trời không đành lòng chứng kiến màn chém giết sắp xảy ra, nên cũng vội vàng xuống núi. Nhưng ngày mai rốt cuộc sẽ thuộc về ai, trước mắt chẳng ai có thể biết được. Trời vừa sầm tối, Lý Kỳ biết đối phương chuẩn bị tấn công. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, trống trận dồn vang, rung chuyển đất trời, tiếng gào thét nổi lên. Hai lũ kỵ binh quân Kim mỗi lộ ước chừng khoảng 3-4 ngàn người, theo hai cánh trái phải xếp thành đường cong cứ như thể hai chiếc dao quắm muốn găm thẳng vào quả tim của quân Tống. Vạn mã vì nước đại, bụi đất cuốn tung mù mịt, cả mặt đất cứ như thể đều đang rung chuyển vậy. Lý Kỳ với tư cách là một người hậu thế cũng đã lần đầu tiên được chứng kiến cái cảnh tượng hoành tráng như vậy, trông cứ như là cơn lũ quét thẳng tới chỗ mình. Tim như sắp ngừng đập, trong lòng cảm khái tự nhủ, thấy được cảnh này ta tới đây cũng không uổng phí. Cờ xanh dựng lên, trên các chiến xa sang từ nò đã lên dây càng đét. 2.000 bước, 1.500 bước, 1.000 bước, bắn, bắn, bắn. Đợi đến khi quân địch xông tới phạm vi tầm bắn của sàng từ nò, tông lĩnh chiến xa gần như lập tức hô lớn, dầm, dầm, dầm. Các huynh đệ vung trùy đập mạnh vào lẫy nò, vạn mũi tên đồng loạt bắn ra, giết gào lao đi, che kín cả bầu trời. Gần như cùng lúc đó, đội hình quân Kim đột ngột biến đổi, mỗi người trên dưới, trái phải cách nhau độ 5 bước chân, hình thành một vòng bắn nguyệt, cho thấy một thế trận bao vây chậm chậm chồm tới. Trong lúc xung phong có thể bình tĩnh thản nhiên điều chỉnh đội hình, hơn nữa lại hoàn hảo đến như vậy, thì trong khắp thiên hạ duy chỉ có quân Kim mới có thể làm nổi. Đây là thứ phải trả học phí bằng tính mạng. Vạn mũi tên lao lên mây rồi sau đó như sao băng rơi xuống đội hình quân địch. Uy lực của sàng từ nò vô cùng giận người, không chỉ là bắn trúng ngực quân địch mà trực tiếp găm quân địch vào mặt đất luôn. Và những ai trúng tên thì không còn cơ hội sống sót, từng trận kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ầm, 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 ầm. Lại thêm liên tiếp những tiếng nổ đinh tai nhức óc cứ như thế muốn phá vỡ cả mặt đất. Trong chốc lát khói đặc bốc lên ngùn ngột, bụi bay mù mịt, cỏ cây bay tứ tung, người ngã, ngựa đổ. Cho dù đội hình của quân Kim đã là vô cùng hoàn hảo nhưng vẫn có không ít người ngã ngựa, mặc cho ngựa bị bắn chết, người nào chưa chết vẫn xách luôn cung tên lên, dưới sự yểm hộ của kỵ binh tiếp tục xông lên phía trước. Đây chính là sự hung hãn của quân Kim. Hoàn An Tông vọng biết rằng sàng từ nò của đối phương đã cải tiến không ít, cũng từng chứng kiến nó hoạt động, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có nhiều sàng từ nò đồng loạt bắn đến như vậy. Đoạn đứng phắt dậy, cả khuôn mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Nhưng quân Kim đâu có dễ bắt nạt. Những tiếng nổ như sấm sét sao có thể dọa bọn họ lùi bước? Hoặc là có thể nói bọn họ xưa nay luôn sùng bái tấn công, đối với trận tên này mà nói cũng chẳng có gì lạ lẫm, dùng thân thể máu thịt đỡ mưa tên mà tiếp tục xung phong, không một chút chùn chân sợ hãi. Cũng phải nói rằng cái binh chủng kỵ binh này không hổ là binh chủng mạnh nhất tung hoành đã hơn 1.000 năm nay, một khi để kỵ binh xông trận thì cứ như thể gió cuốn mây bay, không thể nào ngăn cản. Sau hai đợt tấn công từ xa, sàng từ nò cũng đã tới cực hạn. Mặc dù sàng từ nò uy lực lớn, tầm bắn xa, nhưng nó lại có một yếu điểm cực lớn, đó là mỗi đợt bắn cách nhau khá lâu. Thực ra không cần nói tới sàng từ nò, cho dù là súng trường loại thô sơ thì cũng không thể ngăn cản được sức tấn công của thiết kỵ. Cho tới thời đại Napoleon, kỵ binh mặc dù không thể vô địch thiên hạ như trước nữa nhưng vẫn là một binh chủng quan trọng. Tuyệt đối không thể kỳ vọng chỉ dựa vào cung tên mà có thể tiêu diệt được kỵ binh. Đây là một tư tưởng tác chiến cực kỳ sai lầm.
Quân Kim sau khi hứng hai trận mưa tên, đội hình tụ lại như cũ, tiếp tục xung phong lên phía trước, chẳng có chút hỗn loạn nào. Lý Kỳ cầm kính viễn vọng nhìn đội quân Kim biến hóa thì trong lòng vô cùng cảm khái, một mặt là thực tâm khâm phục, một mặt là cảm thấy buồn rầu cho mình bên này. Mặc dù cung tên không đủ để ngăn chặn kỵ binh, nhưng cung thủ lại là một trong những con át chủ bài của quân Tống, nên cũng không được xem thường, sang tương là mất tác dụng cung thủ lên thay. Các cung thủ thường tỉa trên thành lũy hoặc ở trên chiến xa bậc thứ hai bắn từ trên cao xuống thấp. Một trận mưa tên nữa giáng xuống, lại một mảng lớn binh lính ngã gục. Tuy nhiên kỵ binh kỳ thực là quá nhanh, nhanh cũng như tên vậy, trong nháy mắt đã xông tới chỗ cách đội hình quân Tống chỉ hơn 100 bước. Đối phương cũng bắt đầu bắn tên yểm trợ cho quân xung phong của mình, đặc biệt là những binh sĩ đã ngã ngựa nấp sau mình ngựa không ngừng bắn tên về phía đội hình quân Tống yểm trợ kỵ binh của quân mình tấn công. Quân Tống bên này cũng bắt đầu có thương vong. Đợi cho đối phương xông tới phạm vi 30 bước, từng sợi dây thừng đột nhiên bật lên, bịch 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 bịch, chỉ thấy vô số ngựa dập mặt xuống đất, sĩ binh trên lưng ngựa thì bay văng ra hấp hối vài hơi trên mặt đất rồi chết luôn. Có thể thấy là lực va chạm mạnh đến như thế nào. Dưới sự chỉ đạo của tổng chỉ huy Nhạc Phi, đội hình quân Tống cũng biến đổi, cung thủ lui về tuyến hai, chỉ thấy kịch một tiếng, chiến xa như những con nhím xù lông lên, hơn 5.000 lính trường thương, hai tay nắm chặt cây trường thương dài hơn 3 mét đứng trên chiến xa, tư thế vững như bàn thạch. Đã xong tới đây rồi, quân Kim muốn rút lui cũng không được, đành thúc ngựa xông lên, chỉ thấy một viên đại tướng quân Kim quất ngựa nhảy lên cao, tay nắm chặt chiếc diều khai sơn với khí phách như pha núi. Vù, vù, vù. Đột nhiên hàng nghìn ngọn lửa bắn ra từ đầu thương, xa tới chừng 4-5 trượng. Trong nháy mắt một bức tường lửa được dựng lên giữa hai quân. Quân Kim có hung hãn đến đâu thì cũng chỉ là người bằng da bằng thịt. Thử hỏi đã là da thịt thì liệu có thể xông qua được bức tường lửa này không? Đây là lần đầu tiên quân Kim nhìn thấy trường thương có thể phun ra lửa, đồng thời bắn một cái là ra hàng nghìn ngọn lửa, trốn cũng chẳng có chỗ mà trốn. Viên mãnh tướng dẫn đầu đội quân xung phong kia, cả người lẫn ngựa bị thiêu trên không đến mẹ cũng chẳng nhận ra. Tiếng kêu than dậy khắp đất trời, thảm thiết đến đình tai nhức óc. Loại trường thương này chính là do Ngô Doãn Văn phát minh ra. Tin là ngay cả Ngô Doãn Văn cũng không nghĩ rằng trường thương của cậu ta vừa ra trận đã lập tức thu hoạch được hàng trăm vong hồn như vậy. Rất nhanh ngọn lửa tàn dần, lúc này quân Kim còn chưa kịp tỉnh ngộ ra thì những chiếc chiến xa với từng hàng đinh gỗ dài hơn 1 mét, đường kính chừng nửa thước lao tới. Hàng chục người không kịp phản ứng bị xe đâm thẳng vào đầu, đinh gỗ đâm xuyên ngực, chẳng kịp kêu nổi một tiếng. Đúng vào lúc này, tiếng vó ngựa dồn vang từ phía sau, chỉ thấy một mảng đen kịt với khí thế mây đen hãm thành áp tới. Thì ra là quân Kim đang dùng một phương thức tác chiến đặc biệt để đối đầu với quân Tống. Bọn họ không phải là một lúc xông tất cả tới mà dùng khinh kỵ binh chia thành hai cánh quân tấn công trước, phá hủy đội hình quân địch, yểm trợ đại quân tấn công. Trong lúc mấy nghìn khinh kỵ binh xông tới thì quân Kim đã tầng tầng lớp lớp dồn đến. Thấy hai đội khinh kỵ binh đã xông vào trận địa của quân địch, liền đột nhiên phát động tổng tấn công, xông thẳng tới chỗ quân Tống. Làm như vậy bọn họ đã có thể tránh phải hứng chịu đòn tấn công từ xa bằng lửa của quân Tống. Đương nhiên, Nhạc Phi cũng hiểu rõ dụng ý của quân địch. Khi đã huy động tổng lực tấn công thì không thể nào chỉ có vài nghìn quân kỵ xung phong như vậy, đánh giáp lá cà là điều không thể tránh khỏi. Dưới sự yểm trợ của mấy nghìn khinh kỵ binh phía trước, 4 vạn đại quân phía sau xông lên không hề gặp phải sự cản trở quá lớn nào, đánh trống của chiêng xông thẳng tới chỗ quân Tống. Nếu như là trước kia thì quân Tống về cơ bản là tan tác ngay. Đó là bởi trong các cuộc dã chiến trước kia, quân Tống có ít kỵ binh, đều là dựa vào bộ binh đối kháng với kỵ binh. Đã là dã chiến thì không thể có tường thành mà phòng ngự, quân kỵ đối phương xông tới là bộ binh chống đỡ không nổi ngay. Một khi đội hình bị loạn, bất luận là có đông hơn đối phương bao nhiêu người thì cũng chỉ còn nước chịu chết mà thôi. Đây cũng chính là lý do mà vì sao mỗi lần nghe tin chiến báo đều là mười mấy vạn quân Tống bị mấy nghìn binh mã quân địch đánh cho tan tác. Quân Tống yếu kém là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là quá ít kỵ binh. Trùng Sư Đạo đã từng đề cập vấn đề này với Lý Kỳ. Bộ binh đối đầu với kỵ binh sẽ là một bất lợi lớn, nhất định phải ngăn chặn sự tấn công của kỵ binh. Nếu không thì đánh 10 thua 9, khả năng thắng trận là rất thấp. Lúc đó Trùng Sư Đạo đã đề xuất dùng chiến xa để ngăn cản sự tấn công của kỵ binh. Lý Kỳ đã tiếp thu kiến nghị của Trùng Sư Đạo, liền trích ra một lượng tiền lớn từ quân khí giám bí mật xây dựng một xa đội khổng lồ, đó chính là Thần Cơ Doanh hiện nay. Chính nhờ có sự giúp đỡ của hàng chiến xa đi đầu đó mà trong đợt xung phong đầu tiên, quân Kim không thể một nhát phá tan đội hình quân Tống. Tuy nhiên sự hung hãn của quân Kim cũng đã làm không ít quân Tống sợ hãi. Bọn họ thấy chủ lực quân Tống đều đã xông tới, cái tư duy quen thuộc khiến họ cảm thấy mình đã thua, nên phản xạ đầu tiên là bỏ chạy. Tại sao người ta luôn chế giễu rằng đánh nhau với quân Tống chỉ luôn nhìn thấy xương sống lưng của bọn họ? Chính là vì dưới sự thống trị của tập đoàn hủ bại do Tống Huy Tông đứng đầu, quân Tống ai nấy cũng đều là hạng hàm sống sợ chết. Thường thì chính tướng quân bỏ chạy đầu tiên. Tuy nhiên lần này thì khác, vừa mới quay đầu lại chạy chưa được 2 bước là đã bị một nhát dao đâm xuyên ngực. Đám binh sĩ nhát gan đó trước lúc chết mới nhớ ra quân lệnh của Lý Kỳ, hai mắt trợn trừng nhìn lên lá cờ soái, không ai biết được lúc đó bọn họ đang nghĩ gì.
Những người còn lại thấy cảnh tượng đó biết là không còn đường lui. Con đường thoát thân duy nhất bây giờ chính là cầm vũ khí lên, xông tới liều mạng với quân Kim. Đoàn hét lớn như để lấy thêm khí thế, hăng máu quên mình xông lên phía trước. Lính trường thương trên chiến xa ra sức chém giết quân Kim. Trọng bộ binh phía sau chiến xa cũng lập tức áp tới. Đám trọng bộ binh này khoác lên mình giáp sắt, tay cầm rìu lớn, chuyên chém đùi ngựa và đầu ngựa. Phía trên thì lính trường thương yểm trợ, đội trọng binh ai nấy đều lấy hết sức bình sinh, mỗi nhát rìu bổ xuống còn nghe thấy cả tiếng gió rít, nhất định sẽ có một con ngựa ngã xuống. Đám kỵ binh mất ngựa thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Dựa vào chiến xa trông đỡ phía trước, bộ binh càng trở nên có uy lực hơn. Nhờ có binh lực nhiều hơn gấp đôi, quân Tống đã chặn đứng từng đợt tấn công của quân Kim. Chỉ cần không để bị kỵ binh xông lên thì ưu thế sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao cạn kiệt. Hai bên lao vào nhau, quân Kim mặc dù dũng mãnh thiện chiến nhưng quân Tống thì lấy người đè thịt. Dưới tử lệnh của Lý Kỳ thì người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cứ như thể không thể nào giết hết được vậy, cục diện vô cùng căng thẳng. Hoàn Nhân Tông vọng dường như không thể ngờ là quân Tống lại trở nên dũng mãnh như vậy. Đoạn hai hàng lông mày nhíu lại vào nhau, thắng bại chính là ở thời khắc này đây. Liền vung tay ra hiệu, Hoàn Nhân Tông bật lập tức dẫn một vạn kỵ binh tiếp tục xông tới. Lý Kỳ thấy Hoàn Nhân Tông vọng đã rút quân át chủ bài ra, biết rằng trận quyết chiến cuối cùng này đã tới, liền nhìn sang phó quan đứng cạnh gật đầu, chỉ thấy tài hữu hai tên lính kia lập tức khua lá cờ lớn màu xanh. Giết! Ở hai bên đội hình chiến xa đột nhiên xông tới hai đội kỵ binh, hai người đi đầu chính là Ngưu Ca và Dương Thái Hưng, hai cánh quân tả hữu bọc lót kìm kẹp Hoàn Nhân Tông Bật. Hoàn Nhân Tông Bật tuổi trẻ khí thịnh, dù thế vậy chẳng hề hoảng loạn chút nào, lập tức chia quân đội thành hai lộ, xông tới nghênh chiến hai đội kỵ binh kia. Dương Thái Hưng tay nắm trường thương, sắc mặt không chút biểu cảm, cứ như thể lao vào chỗ không người, một mình càn quét ngay giữa đội hình quân Kim. Đám binh lính theo sau muốn bảo vệ y nhưng cũng đuổi không kịp, thấy Dương Thái Hưng như vậy quân Kim vô cùng khiếp sợ. Hoàn Nhân Tông Bật bên kia cũng như vậy, tay cầm rìu khai sơn, hễ xông tới là nhất định vài tên lính quân Tống ngã ngựa. Ngưu Ca ở bên kia mặc dù vai trái đã trúng một nhát đao, máu tươi chảy tràn ra ngoài, nhưng con trâu điên này coi như là không có chuyện gì xảy ra, tay cầm cây giản đồng chém cho đối phương chết chẳng toàn thây. Lý Kỳ đứng ở một nơi không xa quan sát, mười đầu ngón tay đan vào nhau, không thể giấu nổi một vẻ mặt căng thẳng. Đã có thể đánh đến thế này thì giờ phải chờ xem ai có thể cầm cự đến hơi thở cuối cùng. Đoạn lệnh cho Nhạc Phi dẫn thêm 2.000 quân cận vệ bên cạnh hắn xông vào tiếp viện. Nhạc Phi vẫn chưa là Nhạc Phi thời Nam Tống, y lúc này máu làm tướng vẫn hơn máu làm soái, bắt y phải dừng ở đó mà nhìn, y sốt ruột đến phát khóc quý chứ. Thấy Lý Kỳ cuối cùng cũng hạ lệnh, liền lập tức dẫn 2.000 cận vệ binh xông lên. Lúc này bên cạnh Lý Kỳ chỉ còn lại Mã Kiều và mấy viên quan chỉ huy, có thể nói là tư lệnh tay không rồi. Nhưng hắn sở dĩ có thể dám làm như vậy là bởi vì sau lưng hắn là bức tường thành kiên cố. Còn Hoàn Nhân Tông Vọng thì lại không dám cử toàn bộ quân đội xông lên. Đó là bởi y đang đánh nhau trên địa bàn của kẻ khác, ngồi nhỡ phía sau có một đội quân phục binh giết tới thì trả toi luôn. Cao huynh đệ, theo ta xông lên. Nhạc Phi tay nắm trường thương đánh xiên từ mạn phải vào. Hoàn Nhân Tông Bật thấy Nhạc Phi tới, thật là kẻ thù gặp nhau đợi mỏi mắt đó. Đoàn hét lớn, đến đông lúc lắm. Đoàn cây rìu lớn vung lên, mở một con đường máu xông thẳng tới chỗ Nhạc Phi. Kim cầu, chạy đâu cho thoát. Dương Thái Hưng đột nhiên xông ra đâm thẳng một nhát thương tới. Hoàn Nhân Tông Bật dương rìu lên chặn đứng nhát thương vừa rồi của Dương Thái Hưng. Đánh qua đánh lại một hồi, Hoàn Nhân Tông Bật không còn dám coi thường viên tiểu tướng này nữa. Nhạc Phi bên kia cũng đã nhìn thấy Hoàn Nhân Tông Bật, thầm nghĩ nếu như chém được Hoàn Nhân Tông Bật thì sĩ khí quân Kim sẽ tổn thương lớn, nên chẳng cần để tâm đến đạo nghĩa gì, dương cung lắp tên, mục tiêu hướng thẳng tới Hoàn Nhân Tông Bật. Đại tướng quân Kim bên này là Hoạt Lý Cải cũng phát hiện ra ý đồ của Nhạc Phi, vội lấy cung tên ngắm thẳng vào Nhạc Phi ra tay trước. Nhạc Phi trong khoảnh khắc đó dường như cũng cảm nhận được hiểm nguy, khẽ vặn mình một cái, mũi tên cũng cùng lúc được bắn ra, vù vù. Hai người trong lúc quấy nhiễu đều không bắn trúng mục tiêu, chỉ đành tiếc nuối chấp nhận. Đám cận vệ của Hoàn Nhân Tông Bật Tây Dương Tây Hưng dũng mãnh vô song, khi giao đấu với Hoàn Nhân Tông Bật không hề thua kém. Sau mấy hiệp đấu, các tình huống nguy hiểm liên tục diễn ra, thế là bọn họ lo sợ Hoàn Nhân Tông Bật bị thương liền mau chóng vây lại. Việc làm này cũng đã hoàn toàn ngăn chặn ý định bắn lén của Nhạc Phi. Bộ hạ của Lang Kỵ Doanh cũng vội xông vào bảo vệ Dương Thái Hưng, như thế hai người mới tách nhau ra. Hoàn Nhân Tông Bật trong lòng vô cùng kinh hãi, gã từng nghĩ trong quân doanh quân Tống chỉ có mình Nhạc Phi là có thể ngang ngửa với gã, nhưng thật không ngờ lại vẫn còn có một viên mãnh tướng như vậy. Quân Tống mặc dù đa số đều là tân binh, thậm chí còn có cả dân quân, nhưng lần này đã tự tin giao chiến, thật là càng đánh càng hăng. Trong đêm đen, hai bên chém giết bất phân thắng bại. Vào thời khắc này chẳng còn cái gì gọi là tôn nghiêm, chẳng còn cười nhạo, chẳng còn khinh thường, cũng chẳng còn luôn cả tư tưởng yêu nước. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là làm sao để sống sót, mà tiền đề của việc này là phải giết chết đối phương. Ngựa chết rồi thì cầm lấy vũ khí tiếp tục chiến đấu. Tên hết rồi thì cầm cung tên phang nhau. Vũ khí hết rồi thì lao vào nhau dùng răng cắn, dùng nắm đấm nện nhau. Tình hình chiến trường vô cùng thê thảm. Khói thuốc súng cuồn cuộn, tia lửa nơi lưỡi đao bắn tung tóe, từng sinh mệnh còn khỏe mạnh ngã gục xương vũng máu,
Thi thể bị người khác dẫm cho vùi vào trong đất, mà đất đầm đìa máu tươi, nhuộm đỏ cả đồi Mông Đà. Đây tuyệt đối là trận chiến huyết chiến. Vành mắt của Lý Kỳ, Mã Kiều đều ửng đỏ. Trong cái không khí ấy, cho dù có là người nhát gan đến đâu thì cũng tuyệt đối không nghĩ đến việc bỏ chạy. Ngay cả Lý Kỳ lúc này cũng rất muốn cầm vũ khí xông vào liều chết với quân địch. Cho dù là chết cùng với đồng bào mình thì cũng tuyệt đối là một cái kết không tồi. Trận đại chiến này chém giết cứ gọi là điên đảo càn khôn, nhật nguyệt thất sắc, mùi máu tanh bốc lên đến tận trời cao. Chém giết như vậy thì đâu còn nói gì đến chuyện thắng bại, chỉ cắm đầu cắm cổ liều mình mà chém giết. Thật không ngờ, trước này ta đã quá xem thường bọn chúng. Hoài Nhân Tông vọng khẽ thở dài một tiếng, vốn dĩ gã định đánh một mạch hạ luôn đồi Mông Đà, nhưng gã chẳng ngờ được rằng đồi Mông Đà hiện hiện gần ngay trước mắt, vậy mà một bước chân, thậm chí chỉ một bước chân thôi, cũng chẳng bước qua nổi. Quân Tống tử thủ ở phòng tuyến thứ hai này, quân Kim gặp phải thương vong nhiều chưa từng thấy. Cảm thấy không có cơ hội chiến thắng, đánh nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, Hoài Nhân Tông vọng chỉ còn cách gõ chiêng thu quân. Hai bên đều sớm đã sức cùng lực kiệt, quân Tống cũng chẳng còn năng lực truy kích, nhưng họ đã hoàn thành được một việc, một nhiệm vụ mà trước nay chưa từng dám nghĩ tới, đó chính là đối chiến trực tiếp với toàn bộ quân chủ lực của quân Kim trên địa hình trải rộng như vậy mà họ không để quân Kim tiến thêm một bước. Quân Tống giơ cả vũ khí tiễn quân Kim thua thê thảm bằng tiếng hò hét chiến thắng. Lúc này, vùng trời phía đông đã dần dần hừng sáng, ra là họ đã chém giết suốt một đêm, không ít người sau khi thấy quân Kim đi khỏi thì đã lăn ra đất. Trong màn đêm đen, tất cả sự sợ hãi đều tới từ phán đoán, nhưng giữa ánh sáng, hiện thực còn đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều. Mặt đất nơi nơi ngổn ngang đều là tử thi, xung quanh mỗi chiếc chiến xa đều bám đầy thi thể, máu tươi từ hàng ngàn sinh mệnh đã chảy thành sông. Không có gì là khua trương khi là nói nó giống như là một đường ranh giới đỏ ngào vạch giữa hai bên quân sĩ. Cảnh tượng này thật khiến cho người xem cũng phải giận tóc gáy hả nha. Oẹ, 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 oẹ. Một trận gió mát sớm hôm quét qua, những binh sĩ may mắn sống sót, tinh thần đang dần hồi phục sau những giây phút cắm đầu chém giết, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều muốn nôn ọe. Trong bụng họ đâu còn chút thực phẩm nào, nôn ra toàn là dịch vị. Quá nửa bọn họ là những người chưa từng trải qua chiến tranh, thứ họ mang theo chiến đấu chỉ là một quyết tâm cảm tử, nhưng đến khi họ nhìn thấy những gì còn lại của chiến tranh thì họ lại không thể chịu đựng được. Khóc lóc và tiếng kêu đau khổ luôn song hành cùng với nhau. Binh sĩ cứ như vậy đứng giữa bãi tử thi, nhìn những đồng đội mới hôm qua thôi còn nói cười với mình, vậy mà hôm nay đến một cái xác nguyên vẹn cũng không thấy được, bất giác tất cả đều úp mặt bật khóc. Các người khóc cái gì? Đánh trận đương nhiên là phải có người chết, cấm không được khóc. Chúng ta là nam nhân, đại hán, đại trượng phu, đổ máu chứ quyết không rời lệ. Khóc lóc là biểu hiện của phương nhu nhược. Ngưu Cao khô khoáng đôi giản, cao giọng thét lớn, nhưng ai cũng thấy được bọn họ đều mắt lệ lưng tròng. Gã này cũng đã liều mạng, vai chém bị thương. Lý Kỳ từng hạ lệnh cho y rút lui, ai ngờ vừa băng bó xong y lại xông ngay lên, ngăn cũng chẳng ngăn nổi. Binh lính đều cố kìm nén nước mắt không để lệ rơi, nhưng cơ thể thì vẫn co rúm lại. À! Bỗng nhiên bên trái vang lên một tiếng la thảm thiết. Lý Kỳ và những binh sĩ còn lại đều quay đầu nhìn sang tìm kiếm tiếng kêu. Chỉ thấy một người mặc giáp đỏ, không, bộ giáp đó vốn là màu đen nhưng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Kẻ đó một tay cầm một thanh trường kiếm, tay kia cầm một ngọn trường thương đang tìm kiếm trong đám tử thi. Phạm là có quân Kim còn chưa chết là y cho một kiếm đâm thẳng vào tim. Ra tay gọn gàng nhanh chóng, nét mặt không biểu lộ cảm xúc nào, đôi mắt lạnh lùng đến độ người bên mình nhìn thấy cũng khiếp đảm. Cái đó chính là Dương Tái Hưng. Đêm qua y thực sự liều mạng chém giết cả đêm, ức chế không thể dừng lại được. Khác với những kẻ khác, y bình sinh hiếu sát, giết người càng nhiều thì hắn càng thấy tinh thần hăng hái, càng thêm hưng phấn, càng hứng thú giết chóc, sát khí tràn ngập. Y là người Tống duy nhất tàn bạo đến mức khiến quân Kim cũng phải khiếp sợ. Về phương diện này thì dù là Nhạc Phi hay là Nghiêu Cao đều không bì được với y. Cẩn thận! Dương Thái Hưng bỗng ngước mắt lên, lời vừa nói khỏi mồm, kiếm thì đã bay khỏi tay, mà mục tiêu lại là binh sĩ đang tìm kiếm đồng đội. Hành động này khiến tất thảy mọi người đều kinh ngạc. Người giết người, giết đến phát điên rồi, người mình cũng định giết sao? Tên lính kia thì lại càng đứng ngây ra như tượng. À! Một tiếng kêu đau đớn phát ra từ phía sau tên binh sĩ kia, ngã xuống lại là một tên lính Kim. Tên giặc Kim này tay còn đang cầm đao đâm vào sơn lưng binh sĩ kia. Lần này tất cả mọi người đều có phản ứng. Dương Thái Hưng bước lại rút lấy thanh bảo kiếm rồi vỗ vai binh sĩ kia nói, cẩn thận đấy. Binh sĩ kia đột nhiên tỉnh ngộ, mồ hôi ròng ròng lạnh toát sống lưng. Đêm qua chém giết tối tăm trời đất, khó khăn lắm mới may mắn sống sót, nếu chết như thế này thì đúng là chết không nhắm mắt. Y vội nói, đa tạ ơn cứu mạng của Dương tướng quân. Cuối cùng Dương Thái Hưng cũng nở ra được một nụ cười, nhưng vì khuôn mặt đã bị máu tươi phủ kín, hơn nữa máu tươi cũng đã đông lại một lớp vải dày, nên khi y cười trông cứ như là mặt y nứt ra vậy. Y nói, không có gì, nhanh làm việc đi. Nhạc Phi cũng nén đau thương, chỉ huy quân sĩ mau chóng tìm kiếm đồng đội còn sống, nhất định không được bỏ rơi người nào. Lý Kỳ đứng đó suốt cả đêm, không xê dịch một bước, chân tay tê cứng, tinh thần cũng đóng băng.
Hắn rất muốn khóc thật to, muốn nói mấy câu sướt mướt, nhưng hắn không thể. Bất kỳ người nào cũng có thể khóc, chỉ duy mình hắn thì không. Bởi vì hắn là thống soái, hắn là nguồn cổ vũ tinh thần của binh sĩ. Đây là những gì hắn buộc phải trải qua, hắn phải tập cho thành quen. Hắn biết chắc Hoàn Nhan Tông Vọng chắc chắn cũng không khóc trước mặt binh sĩ chỉ vì chuyện đó. Cho nên cuối cùng hắn cũng kiềm nén được, so mạnh lên mặt để những biểu lộ thương tâm của bản thân giấu bên dưới da mặt, sau đó mới bước về phía binh sĩ. Tham kiến bộ soái. Binh sĩ thấy Lý Kỳ đến thì nhanh chóng tỳ lễ. Sau đêm này bọn họ trong lòng thực sự khâm phục Lý Kỳ, bởi vì trong suốt chiến dịch của quân Tống hiếm khi thấy thống soái tối cao xông pha tiền tuyến cùng sống chết với tướng sĩ, cũng là bởi vì đại đa số thống soái chủ yếu đều là quan văn. Lý Kỳ tuy chưa liều mạng xông pha, nhưng hắn ở ngay phía sau, vậy cũng là nguồn cổ vũ sĩ khí vô cùng lớn rồi. Bởi vì một khi tiền tuyến bị quân Kim đột phá thì Lý Kỳ cũng khó mà thoát được. Thống soái như vậy mới có được sự ủng hộ của binh sĩ, còn kiểu như Đồng Quán Thái Du, hệ đánh trận câu đầu tiên luôn là xông lên cho ta, tuyệt đối chẳng bao giờ nói cùng ta xông lên. Câu tiếp theo chắc chắn sẽ là mau, mau bảo vệ ta, rút. Sau đó bản thân mình sẽ chạy mất hút. Người là thống soái mà tham sống sợ chết như vậy thì binh sĩ ai còn bán mạng cho người nữa đây. Lý Kỳ gật đầu, thấy từng khuôn mặt nhốm đầy máu tươi đang nhìn về hắn, chỉ thấy cổ họng hơi nghẹn lại, mấy lần mở miệng vẫn không nói được câu nào, phải hít một hơi thật sâu, hắn mới nói. Các người đánh hay lắm, rất hay, chẳng ai có quyền yêu cầu các ngươi làm hơn thế nữa, dù là kẻ đã ngã xuống hay là kẻ còn đang đứng đây, tất cả các ngươi đều là dũng sĩ của Đại Tống. Các ngươi đã thực hiện được lời hứa của mình, không để cho quân địch tiến thêm một bước. Chiến tuyến này không phải ở đây, cũng chẳng phải ở bên kia, mà là ở trong tim các ngươi. Cũng nhờ các ngươi chiến đấu đẫm máu, nhân dân bách tính trong thành mới được bình an vô sự, trong đó có người thân của chúng ta, cho nên những hy sinh của chúng ta là đáng giá. Thế nhưng tất cả những điều này vốn có thể tránh được, tất thảy đều là tội ác của kẻ thù, chúng phải gánh chịu tất cả. Hành động ngu xuẩn của chúng sẽ khiến chúng phải trả giá vô cùng đắt. Ta dám khẳng định với các ngươi, những gì chúng phải trả giá sẽ không chỉ có bấy nhiêu thôi, ta sẽ cho chúng xuống địa ngục mà sám hối về những điều này. Các ngươi có thể coi đây là lời cam đoan của ta với các ngươi và tất cả anh em binh sĩ đã hy sinh. Những binh sĩ kia nghe xong vô cùng cảm động. Trong hoàn cảnh này, họ thực sự cần có một người đứng ra giúp họ lấy lại nhuệ khí, mang lại cho họ sự khích lệ và niềm tin, cũng như giúp họ ngẩng cao đầu. Lý Kỳ đột nhiên đổi giọng nói, nhưng đây chính là chiến tranh. Chiến tranh không được phép cảm tính, mà phải tàn bạo. Chiến tranh chính là một cuộc giết chóc. Có khác thì chỉ là ở chỗ ta giết ngươi hay là ngươi giết ta. Chúng ta còn ở đây, có nghĩa là cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Hôm nay chúng ta đã chứng minh chúng ta không hề thua bất kỳ ai. Giờ đây ta và địch đấu nhau không phải là bằng thủ đoạn, không phải là bằng chiến mã, không phải bằng quân số, mà là bằng ý chí. Ai có thể kiên trì hơn, cái đó mới có thể cười đến phút cuối. Nói rồi hắn chỉ xuống những thi thể đang nằm dưới đất nói, bọn họ sẽ ở đây quan sát chúng ta, xem chúng ta có khiến máu của họ đổ xuống một cách vô nghĩa hay không. Nếu chúng ta thua thì cái chết của họ sẽ trở nên chẳng còn ý nghĩa, chỉ có thắng lợi mới là cách tốt nhất để tưởng nhớ bọn họ. Chúng ta tuyệt đối không được để quân giặc bước qua vạch tuyến được vẽ lên bằng máu này. Chúng ta phải tiếp tục bảo vệ lãnh thổ của chúng ta, bảo vệ người thân của chúng ta, bảo vệ tính mạng của chúng ta, để chúng ta tiếp tục cầm lấy binh khí đi giết hết kẻ địch đang mưu đồ cướp đi tất cả những điều này, dành nước mắt đau thương để khóc trong ngày chiến thắng. Giết sạch bọn chúng, giết sạch bọn chúng! Toàn bộ binh sĩ giơ cao vũ khí gào thét đầy oán giận. Không khó có để nhận ra trong tiếng hét của họ, chết chóc vẫn đang tiếp diễn. Sau đó Lý Kỳ cho toàn bộ binh sĩ tham gia chiến dịch về trại nghỉ ngơi, đồng thời ép Nhạc Phi, Dương Thái Hưng kêu cả bọn họ về trại, cho người dâng tận tay bọn họ ca lương mỹ vị. Thực ra xét từ góc độ nào đó, việc này chẳng khác gì là tử tù ăn bữa cơm cuối cùng trước khi hành hình, bởi vì chẳng ai biết được sáng ngày mai họ có còn được thấy mặt trời lên nữa không. Lý Kỳ điều tới một số người từ trong thành để dọn dẹp chiến trường. Khi những binh sĩ mới được điều tới, nhìn thấy những binh sĩ hy sinh, không ai không chảy nước mắt. Tâm lý báo thù đã bắt đầu nảy sinh từ trong lòng họ. Quân dân Đại Tống đang được máu tươi đánh thức. Lý Kỳ đứng trên gò đất cao, mắt hướng về phương xa, hồi lâu không nói, đêm nay hắn sẽ nhớ suốt đời, khó mà quên được. Lần đầu tiên hắn hiểu ra sinh mạng thật là mong manh. Mã Kiều thì lặng lẽ đứng sau lưng hắn, lần đầu tiên không thấy nhớ Lộ Mỹ Mỹ, trong lòng chỉ đầy hình ảnh những dũng sĩ đã ra đi. Lần đầu tiên ý thấy kính phục một người, hay nói cách khác là một nhóm người. Đột nhiên từ phía sau Lý Kỳ vang lên tiếng bước chân nặng nề, lại nghe thấy giọng người đó nói. Ngươi có thể nói đạo lý với các huynh đệ binh sĩ, tại sao chính mình lại không chịu hiểu? Bây giờ ngươi phải chú ý hơn tới sức khỏe, nếu ngươi gục xuống thì binh sĩ sẽ mất đi cột chống đỡ. Ngươi nói chính là Triệu Giai. Lý Kỳ khẽ thở dài, hướng mắt về phương xa nói, cổ nhân nói nhất công thành vạn cốt khô, câu này chẳng sai chút nào. Nhưng những kẻ thành công xưa nay lại rất dễ quên đi ngàn vạn bộ xương khô đó, do đó chôn vùi đi dấu tích của thất bại. Điện hạ, ngài hãy nhìn kỹ tất cả những gì trước mắt, bọn họ đều là ân nhân của ngài,
Tất cả những gì ngài có được sau này đều là do bọn họ dâng tặng. Không có bọn họ cũng chẳng thể có ngài. Mong là ngài sau này hãy là một hoàng đế trăm nước thường dân. Thần biết làm được điều này không dễ, nhưng thần thiết nghĩ chỉ cần trong lòng ngài còn nhớ đến bọn họ, ngài sẽ có thể làm được. Đừng để tính mạng của họ hy sinh vô ích. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chụp hai từ hoàng đế thẳng lên người Triệu Giai, bởi vì lúc đó hắn khó mà động não để nói kiểu rào trước đón sau. Triệu Giai không nói gì, chỉ nhìn những thi thể đầy bãi chiến trường, bởi vì cổ họng của hắn cũng đã nghẹn ngào nói không nên lời. Lúc này trời đã sáng hẳn, vầng thái dương từ từ nhô lên từ phía đằng đông, và ánh sáng hào quang phủ chiếu khắp đồi Mưu Đà. Ở đó có ngọn cờ nền đen thêu chữ Lý đang phần phật tung bay trong gió, rất chi là nổi bật. Số thương vong trong trận huyết chiến đồi Mưu Đà nhanh chóng có báo cáo, quân Tống chết trận hơn 1.800.000 người, trọng thương hơn 4.300 người, người bị thương nhẹ nhiều vô số kể, còn quân Kim thương vong chắc cũng không dưới vạn người. Tỷ lệ gần như là 2:1. Nhìn từ con số thì có vẻ như quân Tống đã thảm bại, thực ra không phải như vậy, bởi vì nếu tính theo chênh lệch quân số, dù quân Tống có lấy 5:1 thì cũng chấp nhận được, bởi vì chỉ tính riêng binh mã quân Tống đã 10 mấy vạn, còn có 100 vạn dân trong thành, năng lực chi viện vô cùng lớn. Quân Kim các người chỉ vòn vẹn có 6-7 vạn binh mã, đánh xong là hết. Đợi viện binh các người tới, chắc người đã chết từ lâu rồi. Cũng không thể nói là người Tống tự hạ thấp mình, 2:1 các ngươi còn hí ha hí hừng. Với khoảng cách chênh lệch về thực lực như thế, chẳng thể nào bù đắp một cách hoàn hảo được. Người ta một người mấy ngựa, các người thì một ngựa mấy người, khoảng cách là quá lớn, không thua chính là thắng. Đánh lui địch chính là thắng. Hơn nữa phải biết là từ khi Hoàn Nhan A Cốt Đà cầm quân đánh trận đến nay, quân Kim hiếm khi nào thương vong quá vạn, điều này cực kỳ hiếm thấy. Dù là đối đầu Vinh Liêu hay Tống, quân Kim thường là mấy ngàn nhân mã đuổi đánh mấy vạn nhân mã bên kia. Trận này đánh được như vậy cũng có thể gọi là lập được kỳ tích rồi. Nhìn từ góc độ ý nghĩa chiến lược thì cũng vẫn là quân Tống đã giành thắng lợi, quân Kim không lấy được đồi Mưu Đà. Bọn chúng chưa từng bước qua được đường ranh giới đỏ này, dù chỉ nửa bước. Điều này đối với quân Tống mà nói, thứ giành được không chỉ là thắng lợi mà là quan trọng hơn là sự tự tin. Bọn họ đang dần dần bước qua khỏi cái bóng của quân Kim. Hiểu ra cánh quân Kim kia không phải là bất khả bại, chỉ cần có quyết tâm cảm tử thì người có thể chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào. Cư dân Khai Phong biết tin mừng vui lẫn lộn, lũ lượt mang theo những thứ tốt nhất trong nhà, bất kể là quần áo hay là thực phẩm tự phát mang đến chào tận tay thân nhân của những người chết trận. Còn em họ là tấm gương sáng, là đại anh hùng, chính bởi vì họ có đổ máu chiến đấu, chúng ta mới có thể còn được đứng ở đây. Lại càng không ít bách tính cho con trai mình ra trận giết giặc. Triệu Giai vốn định dành cho những thân nhân này một chút bổ đáp, nhưng khổ nỗi túi tiền rỗng tuếch, y lại không có quyền phong thưởng, thế là chỉ còn cách viết một bức cáo thị, cũng đồng nghĩa với việc ký cho những thân nhân này một tờ giấy nhận nợ. Hơn nữa y còn đích thân đến nhà những người chết trận thăm hỏi bọn họ, hiểu ra một đạo lý rằng kẻ đắc nhân tâm sẽ có được thiên hạ. Hôm đó bản cáo thị nếu là của Tống Huy Tông, Bạch Tính chắc chắn sẽ nghĩ đậu má nó đúng là đồ chó chết. Nhưng Triệu Giai thì khác, Bạch Tính biết y đang rất khó khăn, y có lẽ là nhiếp chính vương nghèo nhất quả đất, nên tờ giấy nợ này cũng đủ để cảm kích lắm rồi. Tuần san đại tống thời đại cũng không giống như trước đây, chém gió không giới hạn, chém giết thôi, mà lại đưa ra một danh sách hơn 1 vạn người, mong rằng Bách Tính có thể ghi nhớ đến họ. Trong đại bản doanh của quân Kim, khác với vẻ vui tươi hớn hở, đắc ý ra mặt của mấy ngày trước, hôm nay không khí đã trở nên u ám hơn, tất tài tướng, sĩ đều rơi vào trạng thái trầm lặng. Đối với quân Tống mà nói, không thua chính là thắng. Ngược lại đối với bọn chúng mà nói, không thắng chính là thua. Chúng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc quân mình chết ít hơn đối phương, mà chúng sẽ cảm thấy thương vong vạn quân là không thể chấp nhận được. Lúc đến thì đầy áp tự tin, thấy Lý Kỳ còn cho quân đóng bên ngoài thành, có vẻ như thành Khai Phong đã như mồi nhậu trong bát của chúng, thò tay sẵn gắp. Đâu ngờ rằng đánh mãi vẫn chẳng thấy cửa Khai Phong đâu, ngay đến đồi Mưu Đà cũng chẳng lấy được. Điều này nói ra chắc đủ khiến người ta cười rụng rốn. Điều khiến chúng không hiểu nổi đó là lũ quân Tống yếu hất sợ chết sao tự nhiên lại trở nên dũng mãnh như vậy. Kẻ nào kẻ nấy coi chết như không, lại còn cái đám trường thương biết phun lửa, tên biết nổ nữa. Tất thảy rốt cuộc là như thế nào, chẳng ai có thể hiểu nổi. Bọn chúng không ai còn dám coi thường đội cấm quân này nữa. Hoàn Nhân Tông Vọng trong lòng vốn luôn tự trách mình. Gã tuy đã đủ cẩn trọng, nhưng trong lòng gã coi thường quân Tống, để rồi dẫn tới trận chiến đổi Mưu Đà tổn thất nặng nề. Nhưng gã là thống soái không được phép biểu lộ ra ngoài để tránh tổn thương nhuệ khí. Nhìn quanh một vòng quân sĩ, gã nói với giọng đầy uy nghiêm. Sao không ai nói gì? Chúng ta còn chưa thua cơ bản. Lẽ nào các ngươi buông xuôi? Nếu như vậy các ngươi cơ bản không xứng là hảo nam nhi của đại kim ta. Các ngươi chưa có quên, trước đây khi đánh với quân Liêu, trận nào chúng ta chẳng giành thắng lợi từ bước đường cùng. Thua một trận, chẳng thể chứng minh điều gì. Kẻ cười được đến phút cuối mới là kẻ thắng lợi lớn nhất. Gã nói cũng không sai.
Khi đó bọn chúng đánh với quân Liêu cũng có mấy nhiều nhân mã, thua thì đã thua lâu rồi, nhưng lần nào cũng lấy ít thắng nhiều. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ rất lớn với năng lực lãnh đạo của Hoàn Nhan A Cốt Đà, có thể nói là tính không trượt bao giờ. Hoàn Nhan Tông Mật đứng bật dậy nói, nhị ca, để tình nguyện cầm quân tái chiếm đồi Mu Đà. Không ít đại tướng cũng đứng ra xin đánh, thậm chí còn sẵn lòng lập quân lệnh trạng. Cơn giận này bọn chúng thực tình nuốt không trôi. Liêu Ngạn Tông thì nói, giám quân, thực lực quân Tống mạnh khác xa chúng ta dự liệu, đối phương đã bày sẵn thiết dũng trận ở đồi Mưu Đà, nếu cứ đánh mạnh đồi Mưu Đà e là khó thắng được, mà ngược lại tổn thất sẽ rất lớn. Hoài Nhân Tông vọng gật đầu, hồi nãy gã chỉ định khích để tướng sĩ một chút, gã đương nhiên hiểu rõ nếu cứ gượng ép tấn công đồi Mưu Đà thì sẽ không thể thắng nổi, liền nói, quân Tống hơn ta ở chỗ chúng có thành lũy chiến xa phòng ngự, có thể ngăn được thế công của quân ta, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến ta bất lợi trong trận chiến đồi Mưu Đà. Còn yếu thế của chúng ta so với quân Tống là kỵ binh của ta mạnh hơn chúng rất nhiều. Nếu chúng ta cứ cố đánh lấy đồi Mưu Đà, chiến mã chúng ta lấy không được đủ bù đắp vào cái số chiến mã mất đi. Ta phải phát huy ưu thế của chúng ta, không đánh bộ chiến thì ta phải chạy, phải xông lên, phải đánh bại chúng khi đang di chuyển. Tất cả tướng soái nghe xong lũ lượt gật đầu đều thấy rằng nếu xông thẳng vào xa trận đối phương thực sự là hành vi không lấy gì làm sáng suốt. Quách Dực Sơ hiện trong tay không có binh mã, vì thế của gã cũng đã yếu đi nhiều. Nhưng gã buộc phải thể hiện sự tồn tại của bản thân, gã vẫn còn giá trị. Hoài Nhân Tông, người vẫn còn phải dựa vào ta. Vật đọc suy nghĩ, đột nhiên mắt gã sáng lên nói, nhị thái tử, mà tướng có một kế có thể phá được xa trận của địch. Hoài Nhân Tông vọng vội nói, mau nói đi. Quách Dực Sơ nói, chúng ta có thể áp giải mấy ngàn bách tính từ Đại Minh phủ tới, đuổi bọn chúng xông lên phía trước. Quân Tông đối mặt với bách tính của mình chắc chắn là không nỡ xuống tay, chúng ta sẽ thừa thế xông lên tiêu diệt kẻ địch. Lời vừa nói ra thì không ít tướng soái ngơ ngác nhìn nhau, ngoài ra còn có một số không ít gật đầu tán thành. Nhưng Hoàn Nhân Tông vọng thì im lặng không nói, sau đó lại nhìn về phía Liêu Ngạn Tông. Liêu Ngạn Tông nói, xin hỏi giám quân, ngài tới đây là để chiếm lĩnh nơi này, tiêu diệt Nam Triều hay chỉ muốn cướp đoạt ít của cải rồi về? Hoàn Nhân Tông vọng vừa cười vừa gật đầu nói, kế này quả thực là thối không ngửi được. Quách Dực Sơ đang cười đắc ý, cho rằng kế này của mình không có sơ hở, chắc chắn sẽ được Hoàn Nhân Tông vọng trọng thưởng, chẳng ngờ lại bị Hoàn Nhân Tông vọng bác bỏ không thương tiếc. Không phải cảm thấy ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn về phía Hoàn Nhân Tông Vọng. Hoàn Nhân Tông Vọng chỉ tay ra ngoài nói, ngoài kia là các dũng sĩ của Đại Kim ta, nhưng trong đó đa số là người Hán và người Khiết Đan. Tại sao họ lại ở đây? Chính là vì quốc gia của họ đã bỏ rơi họ. Nhược bằng ta dùng kế truy đuổi bách tính để phá địch, vậy thì đổi lại không phải là thắng lợi, cũng chẳng phải là khai phong thành, mà là sự thù hận của mấy ngàn vạn người dân Nam Triều. Bọn chúng rất càng liều mạng phản kháng lại chúng ta. Điều này không chỉ khiến cho cánh quân này của chúng ta, mà thậm chí có thể khiến cả Đại Kim rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp không hồi phục. Nam Triều có bao nhiêu người? Người Hán có bao nhiêu? Người biết rõ hơn ta, người có giết hết được không? Cho dù thanh đao trong tay chúng ta có thể nhất thời khiến chúng khuất phục, nhưng một khi để chúng có cơ hội, chúng sẽ lập tức khởi binh đối phó với chúng ta. Chúng ta sẽ phải trả giá đắt để cho điều đó. Việc này Nam Triều đã cho chúng ta một bài học rất giá trị. Cho dù có giết được hết, thì ta cũng chỉ được một tòa thành trống không, ta còn làm được gì? Các người phải nhớ rõ, chúng ta đối phó là đối phó với triều đình và quân đội Nam Triều, đối phó với những người Nam Triều tay đang cầm vũ khí, chứ không phải là bách tính Nam Triều trói gà không chặt kia. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là chiếm lấy mảnh đất này, là tiêu diệt Nam Triều, thay thế nó thống trị mảnh đất này, chứ không phải là phương cướp bóc tàn bạo. Thế nên, muốn thống trị vùng đất này thì phải khiến cho bách tính đang cư trú trên đất này thần phục chúng ta, khiến bọn chúng trở thành bách tính Đại Kim. Kẻ nào có dám nói ra những lời làm hỏng đại kế của ta, ta sẽ xử lý theo quân pháp. Gã khác với Hoàn Nhan Tông hẳn, thích lấy tàn bạo trị tàn bạo, mau chóng mở rộng lãnh thổ, lập công dựng nghiệp. Gã thiên về dùng người Hán quy phục để thống trị người Hán, giảm bớt tâm lý chống Kim, dần dần làm chúng tan rã từ bên trong, rồi mới từng từng thôn tính Tống Triều. Bởi vì gã cho rằng nếu chỉ dựa vào giết chóc để khiến người Hán khuất phục thì sẽ nhận được điều ngược lại, khơi dậy ý chí đấu tranh trong người Hán. Mấy ngàn vạn người Hán thực ra nếu đồng tâm trên dưới dù có thiết kỵ dũng mạnh đến mấy cũng khó lòng trông đỡ nổi. Hơn nữa chiêu kế này đối phó với kẻ khác may ra hữu dụng, nhưng đối phó với cái thằng điên Lý Kỳ thực sự là chưa chắc đã có hiệu quả, có khi còn cho gã thêm một lý do tốt để cổ vũ bách tính chống Kim. Trong lịch sử, khi quân Kim công phá thành Khai Phong, Hoàn Nhân Tông vọng vẫn chủ trương giữ lại Huy Khâm Nhị Đế làm con rối giúp Kim Quốc tiếp tục thống trị người Hán. Trước tiên phải cho hai dân tộc dung nhập, học văn hóa Hán, dùng văn hóa người Hán thống trị người Hán. Vậy mà lại phải gặp phải cái sự phản đối của đám Hoàn Nhân Tông Hàn, nhất định phải áp giải Huy Khâm Nhị về phương Bắc, phải lập triều đại mới tiêu diệt hoàn toàn Tống Triều. Hoàn Nhân Tông Vọng tức giận đến nỗi phẩy tay áo bỏ đi, dẫn tới khi đó làn sóng chống Kim của người Hán dâng cao chưa từng thấy, gần như đầu đầu cũng khởi nghĩa chống Kim, khiến quân Kim gặp phải sự phản kháng trước này chưa từng có ở lưu vực sông Hoàng Hà, tổn thất nghiêm trọng. Nếu không vì tên hoàng đế Triệu Cấu tham sống cực độ đã áp dụng chính sách an phận,
thì thành Khai Phong này chưa chắc đã giữ được. Nhưng bằng lúc đó áp dụng chính sách mềm mỏng của Hoàng Nhân Tông Vọng, kết quả có thể là đã khác. Trên phương diện quân sự, Hoàng Nhân Tông Hàn có thể hơn Hoàng Nhân Tông Vọng một bậc, nhưng về nhìn xa trông rộng và mưu lược thì không thể bằng. Thế nhưng đối với Tống Triều mà nói, có một đối thủ như vậy thì đúng là thảm họa. Quách Dược Sư thấy mình chém gió chém trượt, sợ toát mồ hôi hột, nói: "Mà tướng biết tội." Hoàn Nhân Tông Vọng cười ha ha nói: "Kẻ không biết thì không có tội." Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng gã thì đã có ý định giết Quách Dược Sư. Cái loại người này đối với người dân tộc mình còn như vậy, ta còn hy vọng gì gã ta mang ơn đại kim? Đây há chẳng phải là trò cười sao? Quách Dược Sư quả thực là thông minh, nhưng lại bị thông minh làm hại. Những lời đó nói ra coi như là mất luôn cả tính mạng bản thân. Lưu Ngạn Tông là một người không phải tộc nữ chân, rất tâm phục Hoàn Nhân Tông Vọng, nói: "Những lời giám quân nói quả thực rất hay. Chúng ta kỳ thực vẫn đang nắm quyền chủ động. Chúng ta có thể chủ động và nghi binh biến hóa không ngừng, có thể tiếp tục dùng chủ lực công phá đồi Mưu Đà, nhưng đồng thời chia quân đánh nghi binh nhiều nơi khác. Trước tiên là giữ chủ lực của quân Tống tại đồi Mưu Đà. Nếu hạ được đồi Mưu Đà là điều tốt, còn nếu không chúng ta lập tức có thể chuyển hướng công sang nơi khác. Biến nghi binh thành chủ công biến thành nghi binh. Dù gì kỵ binh của ta chạy nhanh, quân Tống chỉ có thể theo đuôi quân ta. Truy đuổi mệt mỏi, một khi quân Tống di chuyển, chúng sẽ mất đi ưu thế. Chúng ta thậm chí có thể tiêu diệt chúng ở nửa đường." Quân Kim tuy dũng mãnh thiện chiến nhưng suy cho cùng vẫn là người trần mắt thịt. Tuy Hoàn Nhan Tông Bồng đã nhiều lần thống lĩnh quân đội mệt mỏi bất ngờ xuất quân đánh bại kẻ địch, nhưng đó đều là những lần có được thiên thời địa lợi. Còn hiện nay đối phương trận địa sẵn sàng, bày binh trận hình chờ người xông vào. Nếu bây giờ phát động tấn công, phía phòng thủ rõ ràng là lấy sức nhàn chống lại kẻ địch mệt mỏi rồi. Vậy nên Hoàn Nhan Tông Vọng mới chưa vội xuất binh mà nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày. 2 ngày này đối với quân Tống mà nói là vô cùng quý báu. Binh sĩ quân Tống lâu không phải trận bạc, không những không tiện chiến bằng quân Kim mà khả năng hồi phục cũng kém hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi cả 2 ngày mới hồi phục lại được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 251. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 252.